Trong những năm qua, huyện Đắc Hà quan tâm công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và bố trí việc làm cho đội ngũ cán bộ, người dân tộc thiểu số trong hệ thống chính trị, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Huyện triển khai kịp thời, khách quan, tạo điều kiện thuận lợi về chế độ, chính sách, công tác thi tuyển, xét tuyển, sử dụng, quản lý cán bộ công chức viên chức theo đúng quy định. Làm tốt việc phân công, bố trí việc làm cho sinh viên cử tuyển, tốt nghiệp các trường đại học cao đẳng, thường xuyên ưu tiên thực hiện các chế độ đào tạo, bồi dưỡng kiến thức lý luận, thực tiễn nhằm chuẩn hóa đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số. Công tác điều động, luân chuyển, bố trí, sử dụng cán bộ lãnh đạo quản lý là người dân tộc thiểu số thực hiện đúng quy định. Chú trọng cơ cấu người dân tộc thiểu số tham gia cấp ủy chính quyền và hội đồng nhân dân các cấp. Bên cạnh đó, huyện chú trọng thực hiện các chính sách hỗ trợ phù hợp với đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số, đảm bảo an tâm gắn bó với địa bàn và nhân dân nơi công tác. Đến nay, cán bộ công chức viên chức cấp huyện là người dân tộc thiểu số chiếm tỷ lệ 14,5%. Tỷ lệ cán bộ là người dân tộc thiểu số tham gia cấp ủy trên 29%, tham gia chính quyền các cấp là 33,3%. Qua đánh giá, đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số trong hệ thống chính trị được tăng cường cả về số lượng và chất lượng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao.